dây phơi đồ siêu thông minh. Rõ ràng là mẹ làm rơi quần áo của mình, thế mà mẹ lại còn đổ lỗi cho cái dây phơi đồ cơ. Nếu nhà bạn nào còn tình trạng giống nhà mình thì đây sẽ là giải pháp nhá. Dây phơi đồ thông minh Mugi, nó sẽ gồm một hộp dây và một ổ khóa dây, đều làm bằng nhựa ABS nên khá bền. Cách lắp đặt thì rất đơn giản. Đầu tiên sẽ khoan và cố định hộp dây phơi và ổ khóa dây. Bạn cũng có thể dùng keo dán, nhưng dùng ốc vít sẽ tăng trọng lượng treo của dây phơi. Công đoạn này thì phải nhờ bố mình cơ. Dây thì được kết hợp từ 7 sợi thép xoắn nên cực kỳ chắc chắn. Sau khi lắp đặt, bạn chỉ cần kéo vị trí dây rồi móc vào ổ khóa dây, thế là được. Sau đó vặn khóa dây phơi, thế là chúng ta đã có một dây phơi cực kỳ chắc chắn rồi. Và nếu dây phơi của các bạn có trùng thì đừng lo, bạn vẫn có thể xoáy phần ổ khóa dây để dây có thể căng hơn. Nó rất thích hợp cho các khu ban công, phòng trọ sinh viên hoặc phòng ngủ như nhà mình để tiết kiệm diện tích treo đồ. Và nếu không dùng nữa, bạn có thể tháo dây ra để tối ưu hóa không gian sử dụng. Xong rồi đấy, mẹ treo đồ lên xem nào. Cực kỳ chắc chắn luôn các bạn ạ. Tổng kết sản phẩm 49 sao nhá. Nước hoa body cho thấy mạnh. Sao bố lại bôi cái này đi ăn cỗ? Bây giờ còn ai dùng cái này để khử mùi nữa đâu, lại còn mặc cái bộ đồ này nữa. Thôi bố dùng ngay cho con cái này đi. Đây là nước hoa body của con đấy nhá, cho bố dùng một hôm thôi. Đây là nước hoa body được đóng gói cực kỳ tinh tế với một túi vải rất sang trọng. Nó có mùi rất đặc biệt với 3 tầng mùi hương khác nhau. Đầu tiên sẽ có mùi hương chanh, lúc thì lại hoa hồng, lúc thì lại vani. Đặc biệt lưu hương thì rất lâu, lên tới tận 5 đến 6 tiếng cơ. Cái này là dành riêng cho các bạn nam muốn trở thành đàn ông hào hoa, nam tính và có sức hút luôn. Bố mà xịt cái này á thì đi ăn cỗ có ăn 2 mâm người ta vẫn vui mừng. Cái này thơm nhất là dùng sau khi đi tắm, khi da còn ẩm, dùng mới lưu hương được lâu ấy. Đây này, bố dùng đi. Đấy, trông ngon dai hơn hẳn đúng không? Bố xịt vào cổ và cổ tay, lúc da còn đang ẩm sẽ lưu hương rất lâu ấy. Đẹp như thế này, điên cỗ có phải đoàng hoàng không? Còn cái này thì máy lọc nước gia đình. Mày mua thùng mới mày mua cho tao mà. Đúng là sai lầm lớn nhất của mình là cái gì mua cũng nên mua cho cả bố và mẹ. Chứ cứ như thế này bố mẹ mình cãi nhau mệt lắm. Nhưng là do răng của mẹ yếu nên thay vì bàn chải điện thì dùng combo này sẽ tốt hơn nhiều. Đây là máy tăm nước cá nhân và máy tăm nước gia đình. Cái này rất thích hợp cho những gia đình nhiều thành viên. Máy được đựng trong một cái túi rất là xinh luôn ấy, dung tích lớn 600ml, thích hợp cho cả gia đình. Hơn nữa còn đủ 5 đầu tăm phù hợp với tất cả tình trạng răng. Còn về máy tăm nước cá nhân thì nhỏ gọn và tiện để di chuyển. Đây, con tặng bố mẹ đây. Ai thích cái gì thì dùng cái đấy. Tăm nước gia đình thì bố chỉ cần đổ nước vào đây, chọn một trong 3 chế độ phù hợp và mức áp lực vừa đủ để làm sạch răng. Thực sự là lực phun của em máy này rất mạnh luôn ấy, đủ để làm sạch mảng bám cứng đầu nhất. Nhìn bố mình dùng có vẻ là khá hài lòng rồi đây. Còn mẹ mình thì thích riêng một cái cơ nên sẽ dùng tăm nước cá nhân. Cái này dùng thì có 3 chế độ làm sạch răng và đèn LED thông báo lượng pin, khá là dễ dàng sử dụng với cả người lớn tuổi. Dùng cái này xong thì răng cực kỳ sạch sẽ luôn. Đấy, đủ cho cả bố và mẹ rồi nhá. Tổng kết sản phẩm 4,8 sao nhá. Chiếu điều hòa cao su non. Đây là chiếu trúc chị gái mình mua cho mẹ trước khi đi lấy chồng. Cũng vài năm rồi, nhưng bố mẹ mình lớn tuổi rồi, nằm sẽ rất cứng và dễ bị đau lưng. Nhà bạn nào cũng gặp tình trạng này và muốn chiếc giường mát mẻ và mềm hơn thì đây là giải pháp nhé. Đây là chiếu điều hòa cao su non. Một bộ chiếu điều hòa sẽ gồm có 2 gối và 1 chiếc chiếu. Mình sẽ mua kèm chăn mỏng để mẹ đắp. Mình thề với các bạn, đây là chiếc chiếu mềm, mịn và màu đẹp nhất mà mình từng được thấy. Nhìn thì có lẽ các bạn sẽ không cảm nhận được nó mịn và mát như thế nào đâu. Mặt sau là lớp cao su non rất mềm và êm, nằm thì chắc chắn sẽ thoải mái lắm đây. Các đường may thì cực kỳ hoàn hảo. Đây, con tặng mẹ nhá. Thực sự là mình không biết chê điểm gì luôn ấy. À mà đúng rồi, không có màu hỏng, trừ một điểm. Vỏ gối cũng làm bằng cao su non và mình cũng sẽ bọc vào gối cao su non. Bốn góc chiếu điều hòa đều có thun để cố định chiếu không bị xê dịch. Nằm mát như thế này thì mình cá, hè này nhiều bạn cũng không cần điều hòa đâu. Nhìn mẹ nằm mát mẻ và thoải mái như thế này, mình thấy hạnh phúc lắm ấy. Tổng kết sản phẩm 4,9 sao nhá. Chiếc quạt điện ngon giấc. Đây là chiếc quạt cũ của mẹ mình. Mỗi lần bật nó lên thì nó kêu như công nông lên dốc. Mẹ mình không thể nào ngủ được. Nút bấm cũng hỏng gần hết rồi đây này. Và cũng đến lúc phải tiễn em nó đi thôi. Thế là hai bố con quyết định tặng cho mẹ một cái quạt mới. Ban đầu tính đặt cái quạt có chức năng đuổi muỗi của Tefo thôi, nhưng mà do cháy hàng quá nên mình sẽ đặt sang em này. Cách lắp đặt thì cũng rất là dễ dàng, nhưng có điểm trừ duy nhất là cái lồng quạt của em này bằng nhựa, nhìn khá là phèn. Nhưng bù lại thì tốc độ quạt rất mát, nhưng nghe rất êm tai. Quạt có 3 chế độ gió, còn có điều khiển từ xa để điều chỉnh, rất tiện lợi luôn. Khuyên thật các bạn, nếu mua thì nên mua lồng sắt nhá. Chứ cái này mà đổ thì vỡ 100% thôi. Nhưng mà được cái mẹ mình khá là cẩn thận nên cũng yên tâm. Mẹ cũng khá là hài lòng về cái sản phẩm này. Quạt mát và nghe êm như thế này thì hè cũng không sợ nóng đâu. Có cái quạt này thì thuốc xoa bóp gia truyền. Lại trẹo chân rồi đúng không? Con đã bảo với bố bao nhiêu lần rồi, làm việc nặng thì cứ để mẹ làm. Chân của bố yếu từ trước rồi, vác có bao ngô từ trên lầu xuống cũng trẹo chân nữa. Nhà bạn nào có người thân hay bị đau nhức xương khớp tay chân thì đây sẽ là giải pháp nhá. Đây là thuốc bóp gia truyền Triệu Gia. Mùi của nó thì khá là thơm. Nó có mùi của quế, hồi, bạc hà, đinh hương cùng với C2H5OH, được ngâm trong thời gian dài nên sẽ có màu đậm như thế này đây. Cách dùng thì rất đơn giản. Đầu tiên xịt ra tay một lượng vừa đủ, sau đó xoa vào chỗ đau khoảng 10 đến 15 giây rồi lặp lại liên tục khoảng 10 lần. Sẽ cảm thấy tinh chất được thẩm thấu, vị trí đau được làm mát và giảm cảm giác đau
một cách đáng kể. Xoa được một lúc thì bố mình cũng cảm thấy dễ chịu hẳn, đi lại ok hơn, tối còn xỏ giày để đi chạy cơ. Còn đây là bà của mình, lần đầu tiên mình giới thiệu bà cho các bạn nhé. Chân của bà mình thì yếu và đau nên toàn phải dùng xe đẩy để đi. Nay được hai thằng cháu bóp chân cho, chắc bà vui lắm đấy. Khi là thằng em họ mình, nó đi làm xa tuần nào về cũng bóp chân cho bà, nhưng thuốc bóp cũ không tác dụng mấy nên chuyển sang sản phẩm này thì bà vui và cảm thấy ok hơn nhiều. Tổng kết sản phẩm 4,8 sao nhá. Laptop gaming tặng em trai. Chuyện là hôm qua cả nhà mình đang xem mình xuất hiện trên TV. Đấy không ạ, đẹp trai chưa? Review chân thật luôn nhá. Cả nhà đang rất vui thì thằng em của mình ra khoe được 6 điểm toán. 6 điểm toán? Chuyện sẽ không có gì cho tới khi mình nhớ lại cái hồi Tết. Mình có hứa với nó là nếu như nó được 6 điểm toán, mình sẽ mua cho nó cái máy tính chơi game thật xịn sò. Nhưng mà hứa rồi thì phải làm thôi. Mình sẽ mua cho nó qua app mua sắm hoàn tiền 100 men mà mình giới thiệu cho các bạn đợt trước. Vì đợt này đang có chương trình ưu đãi mới, tích lũy không kỳ hạn được 14% trên 1 năm và đối với người mới là 30% trên 1 năm trong vòng 1 tháng. Mua laptop mà được hoàn tiền thì tội gì không mua đúng không? Học dốt như nó bình thường 3 điểm là cao lắm rồi ấy, mà nay lạ lắm. Và đây là em laptop mình sẽ tặng em trai. Gần 30 củ đấy, Core i7, RAM 16GB, chiến tất cả các mọi game, max setting luôn nhá. Kèm theo là một em máy ảnh ZV1 để em like game. Không biết như thế này đã làm nó hài lòng chưa nhở? Làm anh nó tốn kém thật các bạn ạ. Có ai muốn làm em trai mình không? Chứ mình muốn đổi em trai lắm rồi đấy. Tai nghe màu hồng của mẹ. Sao mẹ lại đeo cái tai nghe này? Đã bảo với mẹ bao nhiêu lần rồi, giờ tai nghe không dây chính hãng nó rẻ lắm rồi ấy, sao phải dùng cái loại dây dợ lằng nhằng không tên tuổi này làm gì? Mẹ bỏ cái này đi, mẹ dùng cái này này. Đây là tai nghe Havit đến từ DZG, phân khúc cho học sinh sinh viên nên giá rẻ lắm ấy. Có 4 màu để lựa chọn cơ, nhưng đương nhiên là Tiến dùng thật phải dùng hồng nam tính rồi. Phần thiết kế housing của em này cực kỳ đẹp, lại còn chắc chắn nữa. Khả năng kết nối bluetooth tốt, tăng giảm âm lượng truyền bài tốt. Còn về chất âm khi nghe nhạc thì nó hay thực sự các bạn ạ. So với tầm giá này thì có lẽ không con nào hơn được. Và có một thứ mà tất cả các dòng tai nghe khác không làm được, mình đứng xa điện thoại tới tận 50m mà vẫn nghe nhạc tốt này. Tai nghe được thiết kế dạng công tai học nên đeo lâu không bị đau tai, nhưng pin thì hơi yếu, không đủ dùng cả ngày mà chỉ được 4 tiếng. Không được rồi, chưa một điểm. Đấy, bây giờ nghe nhạc xem phim mẹ cứ dùng cái tai nghe này cho con. Tổng kết sản phẩm 4,8 sao nhá. Còn cái này thì dép cao su siêu bền. Dép rách thế này rồi mà bố vẫn còn đi á? Gì còn cái dép nào mà đi? Mọi người nhìn này, đôi dép có vài chục nghìn, rách thế này rồi mà bố mình vẫn không chịu thay, buộc hết chỗ này đến chỗ khác, lại còn định lấy dây sắt ra buộc, thế thì con cũng chịu bố luôn đấy. Đi dép cao su mà muốn bền thì đây, bố đi cái này này, có vài chục thôi. Đây là dép da đế cao su đúc của Luckwear, mình đã mua hẳn 2 cái chỉ vì cái này này. 3.500 lượt bán, 1.500 lượt đánh giá và gần như 100% là đánh giá 5 sao các bạn ạ. Thực sự là mình không thể tin nổi cho đến khi mình nhìn được thấy cái này. Đường khâu quai dép thì rất là tỉ mỉ và chắc chắn. Bình thường với giá này thì chỉ có dán keo, nhưng đây lại là khâu quai và đế đúc cao su thì bố đi đến khi con lấy vợ đẻ con vẫn chưa hỏng đâu. Bố mình đi cảm thấy khá là ưng, lại còn đúng sở thích luôn. Tổng cái sản phẩm 5 sao nhá, lần đầu tiên là 5 sao đấy. Còn cái dép này thì tinh dầu thơm phòng cho em trai. Lại là căn phòng của đứa em trai mình, để co phòng cho nó thật đẹp mà mỗi lần chơi game xong nó lại bừa bộn như thế này đây, cứ bắt mẹ và anh trai phải dọn thôi. Sao phòng nó hôi thế nhở? Hôi lắm đấy. Không những hôi đâu mẹ, còn nhiều muỗi lắm ý. Không biết quê các bạn như thế nào chứ ở quê mình đặc sản là muỗi luôn. Nếu nhà bạn nào hôi và nhiều muỗi giống nhà mình thì tham khảo cái này nhá. Nhiều khi đến phòng các bạn nữ không hiểu tại sao phòng chúng nó lại thơm như thế, hóa ra là cái này. Đây là tinh dầu thơm phòng, nó có rất nhiều mùi hương khác nhau, lavender này, hoa hồng, hoa nhài, nhưng mình sẽ chọn mùi chanh xả vì vừa thơm lại có thể đuổi cả muỗi nữa. Cách dùng thì rất đơn giản, đầu tiên là bóc lọ tinh dầu ra, sau đó cắm những chiếc que khuếch tán mùi này vào lọ. Phòng nhỏ thì cắm ít mà phòng to thì cắm nhiều thì càng thơm. Hoặc là bạn cũng có thể dùng chiếc bông hoa giả này cho phần dây vào bên trong, thế là có thể khuếch tán hương thơm cho phòng của mình rồi. Mẹ mình sẽ để ở đây để cho phòng em trai của mình được thơm, mà công nhận là cái này thơm thật các bạn ạ. Tổng kết sản phẩm 4,8 sao nhá. Lại trẹo chân rồi đúng không? Con đã bảo với bố bao nhiêu lần rồi, là việc nặng thì cứ để mẹ làm. Chân của bố yếu từ trước rồi, vác có bao ngô từ trên lầu xuống cũng trẹo chân nữa. Nhà bạn nào có người thân hay bị đau nhức xương khớp tay chân thì đây sẽ là giải pháp nhá. Đây là thuốc bóp gia truyền Triệu Gia, mùi của nó thì khá là thơm. Nó có mùi của quế, hồi, bạc hà, đinh hương cùng với C2H5OH, được ngâm trong thời gian dài nên sẽ có màu đậm như thế này đây. Cách dùng thì rất đơn giản, đầu tiên xịt ra tay một lượng vừa đủ, sau đó xoa vào chỗ đau khoảng 10 đến 15 giây rồi lặp lại liên tục khoảng 10 lần. Sẽ cảm thấy tinh chất được thẩm thấu, vị trí đau được làm mát và giảm cảm giác đau một cách đáng kể. Xoa được một lúc thì bố mình cũng cảm thấy dễ chịu hẳn, đi lại ok hơn, tối còn xỏ giày để đi chạy cơ. Còn đây là bà của mình, lần đầu tiên mình giới thiệu bà cho các bạn nhé. Chân của bà mình thì yếu và đau nên toàn phải dùng xe đẩy để đi. Nay được hai thằng cháu bóp chân cho, chắc bà vui lắm đấy. Khi là thằng em họ mình, nó đi làm xa tuần nào về cũng bóp chân cho bà, nhưng thuốc bóp cũ không tác dụng mấy nên chuyển sang sản phẩm này thì bà vui và cảm thấy ok hơn nhiều. Tổng kết sản phẩm 4,8 sao nhá. Thuốc xoa bóp gia truyền, đứa em trai vô dụng. Chẳng biết là mình chiều em mình quá thì em mình có hư hay không, nhưng nhiều người comment quá thì mình cũng tự hứa là phải khắt khe với nó hơn. Đang xem phim thì điện thoại gọi ship hàng, mà mình nhớ là mình có đặt gì đâu. Ra tới nơi thì mình thấy kiện hàng rất là lớn. Bố mua à? Không. Mẹ mua à?
không? Nhà mình không ai đặt. Hỏi shipper thì anh ấy bảo là anh nhân viên, em cứ nhận đi. Ừ thì em nhận. Bố mình phải đem cả cái xe cải tiến ra để mang về, vì ngõ nhà mình nhỏ, không có vào được. Mở hộp ra thì đó là một chiếc ghế massage toàn thân của Toshiko, mười mấy củ liền cơ mà. Mình có hỏi là anh shipper là anh có chắc chắn giao cho nhà em không, thì anh ấy bảo là anh ấy không nhầm. Mình có cho mẹ mình dùng thử thì mẹ mình thích lắm các bạn ạ. Bố mẹ mình làm việc cả ngày mệt mỏi, giờ già yếu có cái máy massage như vậy thì chẳng có gì tuyệt vời hơn, đúng không? Mình định nhắn tin khoe với thằng em thì nó bảo nó đặt mua tặng mẹ nhân ngày của mẹ sắp tới. Không ngờ nhỏ tuổi như vậy mà cũng biết ngày của mẹ và biết quan tâm bố mẹ như thế đấy. Công nhận là nó cũng không vô dụng lắm, đúng không các bạn? Chắc là cô cậu livestream chơi game cũng kiếm được khá phết rồi đấy. Nhìn bố mẹ dùng máy massage thoải mái như thế kia, đủ hiểu bố mẹ vui như thế nào rồi đấy. Nhưng mà chuyện sẽ không có gì cho tới khi mình vào phòng của nó thì không thấy chiếc laptop mình tặng nó đâu.